My. Anh Hòa, anh chịu đến gặp em rồi hả? Em ngồi đi. Thực tâm, anh muốn mình suy nghĩ thật thấu đáo trước khi tới gặp em. Thế anh đã suy nghĩ thấu đáo chưa? Cho nên anh muốn em hãy vì anh, không gây chuyện với Hiền nữa cũng được không? Anh không muốn Hiền phải chịu tổn thương. Hạnh phúc tựa như cơn gió chợt đến rồi đi ai biết. Ta vẫn cố đi tìm lạc giữa nỗi buồn lặng im. Rồi đến một mai thức giấc, hạnh phúc tràn dâng trong mắt. Ta thôi hết thăng trầm vì em bừng càng xanh thắm. Anh nhớ chuyện ngày xưa của chúng mình không? My à, em đã đi được 99 ngày rồi đấy. Hôm nay anh thấy nhớ em nhiều lắm. Nhớ gấp 99 lần ngày đầu tiên ấy. My này, em có khỏe không? Đã quen với cuộc sống ở bên đó chưa? Việc học hành có áp lực quá không? Em phải nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhá. Không được vì việc học hành mà không chịu ăn uống, ngủ nghỉ rồi gầy đi. Về đây là anh bắt ăn nhiều đấy. My này, ở bên đấy em có bị ăn hiếp không? Ở bên này, từ lúc em đi không có ai bênh vực anh. Cái nhóm chơi hột tụi nó suốt ngày ăn hiếp anh thôi. Em bắt quả tang nơi sống bạn bè nhá. Đưa đây cho tao. Bọn này, bọn quỷ này, đưa đây cho anh. Giả lên đây cho anh. Bỏ tao ra, cái thằng Tam này. Kinh quá. Đưa đây, anh xin chúng mày đấy, giả đây cho anh. Em à, em có nhớ anh không? Anh nhớ em nhiều lắm đó. Vậy hả? Anh nhớ em nhiều bao nhiêu? Nhiều gấp 99 lần so với em nhớ anh đó. Em có nhớ. Em gọi chúng mày biết đi, biết đi. Chúng mày nhớ tao đấy nhá. Chính vì chuyện này chúng nó trêu anh cả năm trời, xấu hổ muốn chui xuống đất luôn ấy. Anh nhớ rõ như vậy chứng tỏ anh chưa từng quên em. Và em cũng chưa từng quên anh. Vậy thì hà cớ gì chúng ta phải làm khổ nhau như vậy hả anh? Cho dù là như vậy thì vợ anh bây giờ vẫn là Hiền. Còn em vẹn nguyên cả một quá khứ đẹp lung linh. Anh không muốn em đi xa hơn nữa. Dừng lại ở đây đi. Đừng để đến lúc hai chúng ta sẽ tổn thương nhau. Kể cả một chút kỷ niệm đẹp đó cũng không giữ được nữa. Được. Em cũng không muốn níu kéo anh nữa. Nhưng em có thể xin anh một việc được không? Em... Sau đó em sẽ trả lại bình yên cho anh. Em muốn việc gì? Em muốn anh chở em bằng xe đạp đi qua những con đường mà ngày xưa chúng ta hay đi ấy. Ta đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Vẫn đi tìm dù ngàn năm nữa.
cho dẫu ngày qua có những phù hoa.